trên đường đi phóng sanh, sẵn tiện kể nghe cái câu chuyện. Có một vị đại gia có mấy ngàn hecta đất rừng, nói là cho em, để em về rừng đó em nuôi thú thoải mái, em muốn phát triển bảo tồn thiên nhiên động vật gì thoải mái. Em cũng coi khu rừng đó làm sao, thì cái khu rừng đó đang bị người ta lâm tặc á, vô chặt phá cây dữ lắm. Thì em cũng nói thật là cái việc em làm này là chỉ để mọi người coi và chia sẻ và ủng hộ và lan tỏa cái thông điệp yêu thương đến thiên nhiên động vật, bảo vệ rừng ngập mặn khẩn cấp, đừng để biến đổi khí hậu làm cho đại hồng thủy diễn ra. Thì hàng ngày em phóng sanh bảo tồn những loài vật đang sống trong tự nhiên trong khu rừng ngập mặn này, nên không phải em làm để mọi người trao cho em mấy cái sứ mệnh khác nữa, mà mọi người hãy coi đó mà học hỏi kinh nghiệm mà lan tỏa yêu thương. Đăng ký ủng hộ kênh YouTube là được rồi, cái kênh Tiun đó. Còn cái kênh phóng sinh là cái kênh chung mà em cùng với các anh chị em phóng sinh ở khắp mọi miền đất nước, rồi đi làm từ thiện khắp mọi miền. Đây, nên bây giờ có giao cho em ngàn hecta đất rừng gì em cũng không bảo vệ được đâu. Và em tập trung vào rừng ngập mặn, chứ em không làm về mấy cái khu rừng trên núi, rừng nhiệt đới. Bởi vì rừng ngập mặn chiếm trữ lượng khí oxy gấp 3 đến 5 lần các khu rừng bình thường. Nó rất là quan trọng và đa dạng sinh vật học ở đây rất là nhiều. Rừng này thì cần được bảo vệ. Bảo vệ được rừng này thì các khu rừng khác cũng sẽ được bảo vệ. Nên cảm ơn lòng tốt mọi người ủng hộ bằng cách có thể là mua đất rừng là để bảo vệ rừng, chứ đừng để mua rừng rồi để biến thành khu nhà ở căn hộ này kia. Đô thị hóa là không được, là tàn phá thiên nhiên nữa đó. Chúng sanh quy y Phật rồi, chúng sanh quy y Pháp rồi, chúng sanh quy y Tăng rồi, giao duyên với Đức Phật rồi, để thoát khỏi biển khổ thế gian nha. Lỡ mà có mất đi thân mạng này cũng đừng oán hận, bởi vì coi như quý vị đã xong nhiệm vụ và đổi được thân thể mới, nên phải vui vẻ ra đi ha, đừng oán hận những ai bất hại. Tiun thì cố gắng làm trong cái khả năng là cứu quý vị, mỗi ngày đều phải cứu. Tôi cảm ơn các vị mạnh thường quân đó, đã có những cái lời mời ngỏ ý cho tôi có được những cái điều kiện tốt đẹp. Nhưng mà tôi không có cầu danh lợi, không có cầu gì hết nha, nên quý vị coi ủng hộ thôi, chứ chào nhiều nhiệm vụ quá làm không nổi đâu. Tiun hứa với các vị thần là bảo vệ rừng ngập mặn, bảo vệ đại dương, nên Tiun làm mấy cái công việc này nó liên quan, chứ giờ làm mấy việc khác nó cũng không liên quan gì mấy đó. Mấy con này hồi nó sẽ tỉnh lại. Có một số con cá thì nó chết, thì chấp nhận vui vẻ thôi con ơi. Dạ. Tại bữa nay nước nó ròng, nó rút sớm quá, rồi em đi đâu có được. Người ta đi đánh bắt cá hồi 2-3 giờ sáng cực lắm, ta đi theo con nước mà, nên cái giờ đó em đâu có đi. Mà em đi em mua có 150.000 à, em đi làm gì chị, đúng không? Nên em đợi người ta bắt về, người ta rộng, đợi nước lớn em đi thả thì rất là nhiều tôm tích con nha. Cá thì em thấy cá bóng nó chết cũng một mớ. Coi coi nó tỉnh lại không. Nhà cá móng sống cũng có, chết cũng có. Tôm nhỏ này sống dai nè, nhảy lên bờ luôn nè. Là thằng tôm tích này nữa. Nhiều lắm á nha, mỗi ngày mình cứu vậy chứ 150.000 chứ lên cả 1.000 con luôn á. Nhiều tiền hơn nữa, cứu nữa. Em làm vòng vòng trong rừng ngập mặn được rồi. Giờ thứ em cần chính là tiền để cứu động vật, tiền bảo vệ khu rừng ngập mặn. Chứ cho em ruộng vườn đất đai cũng vậy thôi. Có đại gia nói lấy con gái của họ rồi cho tiền á. Nhưng mà thôi, tự nhiên à. Bình thường em cũng giải cứu động vật được tự nhiên. Tự nhiên em làm gì rước nghiệp vô thân với trời. Mọi người bộ thấy em tốt dữ lắm hả? Có người nhắn tin cho em nói em là hiện thân của Phật Di Lặc, nên họ sẽ hỗ trợ cho cái con đường hoằng pháp của em. Bởi vì chư thiên đến nói cho họ biết em đã đến thế giới này, nên họ còn nói có rất nhiều người đang muốn tìm em. Nhưng mà em chỉ làm việc tùy duyên thôi. Ai ủng hộ em giải cứu động vật trong tự nhiên thì em ủng hộ, em làm cho. Đây em cứu độ chúng sanh mỗi ngày trong biển khổ là đây nè. Chứ trao cho em thêm nhiệm vụ tiền tài vật chất này kia cũng như không. Giờ em có tiền nhiều em cũng phóng sanh hết. Em có nợ thì em cũng chấp nhận vui vẻ cho nó vui. Có nợ để em cố gắng sống và làm việc. Tiền của ai thì tự dùng mà đi giải cứu động vật đúng cách, giống như em đi. Đó, chỗ kia cá nhiều. Ở đây có nhiều cái, quanh đây thì có nhiều cái khu rừng đang bị biến thành đô thị hóa đó, thành nhà ở đó, thành khu dân cư đó. Rồi khu dân cư mà mọc lên đó, thì tiếng ồn nó sẽ xua đuổi tất cả động vật hoang dã. Và những cái tiếng ồn và những cái rác thải cái ra từ môi trường đó sẽ làm hủy hoại đại dương và sông ngòi này kia, sẽ hủy diệt nhân loại. Dạ. Nên bây giờ quý vị không cứu những loài vật trong tự nhiên, không ủng hộ em, lần ngày em có 150 em cứu rồi. Hiện tại có 150 cứu động vật mỗi ngày thôi đó, không còn nhiều hơn đó. Tính tính hôm nay là ngày 2 tây tháng 1 năm 2022 đó. Chứ còn nhiều cái lời hứa gì đâu, cho đất cho đai gì, cho đi bảo vệ rừng rồi cho lấy vợ gì tùm lum, mà cho tiền tỷ gì ai thèm. Em nói thiệt, vụ em làm như em là thằng bờm vậy. Hay thôi em đi về. Cảm ơn bé Diệu Ngơ, bé Khổng Thục Hiền. Hôm nay anh phóng sanh cho em là đến ngày thứ 7 rồi nha. Còn chị Diệu Ngân thì đến ngày thứ 3. Hiện tại là có 2 người đó là ủng hộ đó, là thấy thiết thực nhất đó. Dạ.